Mấy tuần nay chúng ta đã học về chánh kiến. Chánh kiến. Chúng ta sẽ học hoài chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng, cái thấy xác thực. Tiếng Anh thường thường dịch là right view. Có một học giả Pháp tên là Louis de la Vallée-Poussin, ông dịch là la bonne vue. View. Nhưng mà bây giờ thì người ta dịch là la vue juste. Chánh kiến. Và chúng ta biết rằng chánh kiến là cái thấy thấy đúng. Thì đúng sự thật. Tại vì chúng ta biết rằng sự thật nó có hai, nó có hai tầng, nó có hai lĩnh vực. Cái lĩnh vực, cái tầng thứ nhất đó là sự thật tương đối, sự thật ước lệ, và sự thật thứ hai là cái sự thật tuyệt đối. Một bên là thế tục đế, conventional truth. Thứ hai là một bên là thắng nghĩa đế. Vậy thì khi mà Đức Thế Tôn dạy chánh kiến là cái thấy vượt thoát cái ý niệm có và không, thì đó là chánh kiến thuộc về cái loại thắng nghĩa đế. Và nói như vậy không có nghĩa là khi chúng ta nói có sanh, có diệt, có không, có nhân có quả, có người có ta, cái đó không phải là sự thật, đó cũng là sự thật, nhưng mà đó là sự thật tương đối, đó là sự thật ước lệ, có tôi và anh, thầy minh niệm với thầy pháp niệm, hai người khác nhau. Chánh kiến nó tức là tuệ, nó là tuệ tức là cái thấy. Là một cái thấy. Cái thấy này là cái thấy trực tiếp. Một cái thấy trực tiếp, một cái trực giác mà không có cần phải đi ngang qua những cái lý luận suy tư. Mình cảm thấy trực tiếp. Cái thấy trực tiếp. Và mình biết rằng cái thấy trực tiếp này là cái sự chứng đắc, là sự chứng ngộ. Mà sự chứng ngộ đó nó biểu hiện khi mình có đủ định và niệm, mình có đủ chánh niệm và chánh định, mindfulness, concentration, nó đưa tới insight. Tuệ này dịch là insight. Vì vậy insight tức là cũng là right view, tuy là chữ khác nhưng mà nghĩa là một nghĩa. Và đối với người tu thì tuệ là cái quan trọng nhất, cái mình tìm cầu, mình cái đêm ngày mình chỉ tìm cầu cái đó thôi. Và đối với người tu thì sự nghiệp tức là tuệ. Sự nghiệp là Kriya và Karya. Cho nên trong kinh thường hay nói tới tuệ là một cái sự nghiệp của người tu. Và trước hết là kinh Bát Đại Nhân Giác, là tám cái sự giác ngộ của các bậc đại nhân. Ở trong đó có để có cái câu gọi là duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ nghiệp. Nghiệp tức là cái
cái sự nghiệp của mình. Sự nghiệp của một cuộc đời. Mình đeo đuổi, mình muốn làm thành cái sự nghiệp đó. Tiếng Anh gọi là career. Và cái sự nghiệp này nó là chỉ là cái trí tuệ. Chỉ lấy cái tuệ làm sự nghiệp của đời mình. Chứ không phải là có những cái xây dựng khác, những cái thành công khác. Ngoài đời họ có thể chạy theo danh vọng. Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Thì danh tức là cái sự nghiệp. Hay sự giàu sang là sự nghiệp. Các nhà doanh thương, businessman, businesswoman là sự nghiệp của họ là một cái gia tài đồ sộ. Và những ông tướng á, như ông tướng, đại tướng là sự nghiệp của họ là một cuộc chiến thắng vẻ vang. Còn cái sự nghiệp của người tu là tuệ. Cái mình đi tìm duy tuệ thiện nghiệp, tức là only understanding inside is my career. Ngoài ra không có đi tìm cái khác. Tại cái đó nó đem tới tự do, đem tới giải thoát, đem tới hạnh phúc. Là duy tuệ thiện nghiệp. Ngày xưa trường đại học Vạn Hạnh ở Việt Nam á, do thầy ban đầu góp sức tạo dựng, trường đại học Vạn Hạnh lấy bốn chữ này làm tiêu đề: duy tuệ thiện nghiệp. Tuệ là insight, là chánh kiến. Và chúng ta biết rằng khi mà có chánh kiến, có tuệ rồi thì tất cả những cái tư duy của mình đó, là chánh tư duy. Chánh tư duy, right thinking. Chánh tư duy là cái tư duy nó đem tới, nó giúp đem tới tuệ, nó giúp đem tới cái hiểu và cái thương, nó giúp mình vứt bỏ đi những cái kỳ thị, những cái so sánh, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, gọi là chánh tư duy. Tư duy nó có hai phần. Cái phần đầu á là tâm, và phần thứ hai là từ. Tâm tức là vitakka, từ là vichara. Ở trong đầu mình á, nó có những cái ý niệm, những cái notion. Khi mà mình có xúc tiếp thì nó phát sinh ra những cái hạt. Khi mà mắt nó tiếp xúc với sắc, tai nó tiếp xúc với âm thanh, ý nó tiếp xúc với đối tượng của ý là pháp, mũi nó tiếp xúc với mùi hương, thì sự tiếp xúc đó nó cho mình một cái notion, tức là một cái ý niệm. Cái đó gọi là tưởng, cái tưởng. Tương phản là samsna. Tưởng là những cái hạt rất là nhỏ, nó phát ra nó rất là nhiều, như những hạt bụi vậy đó. Và nó kết thành ra những tư tưởng, những cái thinking.
khi mà có sự xúc chạm, mắt mà xúc chạm với sắc á, thì nó có thể sinh ra một cái tưởng. Tai nó xúc chạm với âm thanh, nó sinh ra một cái tưởng. Hình hài của mình xúc chạm với những cảm xúc, nó sinh ra những cái tưởng, cái đó là notion, là tưởng. Nó giống như những cái nguyên tử của vật chất á. Và khi mà những nguyên tử của vật chất nó kết hợp với nhau, nó thành ra vật chất, nó thành ra chất này chất kia, thì cái tư duy của mình cũng vậy. Cái tư duy, cái tầm và cái từ của mình, tầm tức là mới bắt đầu suy nghĩ, mới bắt đầu kết nạp lại những cái notion, những cái tưởng lại với nhau, tức là những cái nguyên tử nó bắt đầu nó kết nạp lại thành ra vật chất. Nói như vậy cho dễ hiểu. Ở bên vật chất á, thì bắt đầu nó có những cái nguyên tử rất là nhỏ. Ở bên tâm thần, tâm linh cũng vậy, nó bắt đầu nó có những cái notion rất là nhỏ. Và những notion đó, những cái tưởng đó, nó phát sinh từ xúc, từ sự xúc chạm giữa sáu căn với sáu trần, nó tạo ra những cái notion. Nó giống như những cái nguyên tử ở bên vật chất vậy đó. Và khi mà những cái nguyên tử đó nó kết hợp với nhau, nó thành ra cái loại vật chất này hay vật chất khác, nó trở thành than hay là nước hay là dầu hay là thức ăn, thì những nguyên tử nó kết hợp thành ra vật chất, thì bên này những cái tưởng nó kết thành những cái tư duy. Những cái tư duy đó là tầm và từ. Tầm là khi mà nó mới tới với nhau, nó trở thành ra các nguyên tử, nó mới tới với nhau, nó trở thành ra những cái phân tử. Phân tử là những cái kết hợp từ các nguyên tử. Thì sau đó sự kết hợp nó đi tới, thì nó trở thành ra từ. Từ tức là cái sự suy nghĩ, và suy nghĩ có tính cách phân biệt, có tính cách tìm tòi nhiều hơn. Thì cái ví dụ về tầm và từ là ví dụ của một cái bông hoa mà có con ong nó tới thăm. Thì khi mà con ong nó tới thăm bông hoa, nó đáp vào bông hoa, thì bắt đầu đó là tầm. Nó bắt đầu suy nghĩ, tiếng Anh gọi là initial thought. Tức là khi những cái tưởng á, nó kết hợp với nhau thành một cái phân tử. Bên kia là một cái molecule, những cái phân tử, những cái nguyên tử là atom á, nó kết hợp với nhau thành là một cái molecule. Bên này á là những cái tưởng á, nó kết hợp với nhau, những cái notion nó kết hợp với nhau thì thành ra là initial thinking. Những cái notion này, những cái tưởng này nó kết hợp với nhau, nó thành ra tâm, initial thinking. Và khi mình đi sâu vào á, thì nó có sự phân biệt, nó có sự so sánh, nó có sự ước đoán, thì cái đó gọi là từ. Từ tức là prolonged thinking, discursive thinking. Thì những cái molecule là nó tới với nhau nhiều thì nó trở thành ra cái vật chất,
những cái vật chất, những cái cell, những cái tissue, những cái cell, những cái tissue. Thì ở đây cũng vậy, ban đầu thì con bướm nó đáp xuống cái bông hoa, thì cái đó là mới tầm thôi, cái tư duy nó còn đang ở cái giai đoạn khởi đầu, chưa có sự phân biệt so sánh lật qua lật lại xem xét. Và đến khi mà con ong nó đi vô đi ra, nó khám xét cái bông hoa, nó coi thử nó lấy được cái phấn hoa như thế nào, thì cái đó là từ gọi là discursive thinking, prolonged thinking là như vậy. Thì tư duy nó có hai phần, tầm và từ. Bên này là có những cái samsaya, những cái notion, những cái tưởng, và những cái tưởng đó là do cái sự xúc chạm giữa sáu căn và sáu trần, cho nên trong cái đầu của mình nó luôn luôn có những cái nguyên tử. Tưởng tượng là tâm của mình nó cũng được làm bằng những cái hạt rất là nhỏ, những hạt đó là những hạt notion, những cái hạt tưởng, và khi các hạt tưởng nó tới với nhau nó trở thành ra tâm, là initial thinking. Và khi mà cái tâm đó nó đi sâu, nó so sánh, nó ước lượng, nó tưởng tượng thì gọi là từ. Một bên là vật chất, của mình là tinh thần. Thì vật chất cũng do những cái nguyên tử rất là nhỏ, những hạt rất là nhỏ làm ra. Và tinh thần nó cũng do những cái hạt rất là nhỏ làm ra. Bên tinh thần những cái hạt đó là tưởng, là notion, samsaya, notion. Mình cứ tưởng tượng là trong một cái giây phút đó, thì trong đầu mình nó phát ra không biết bao nhiêu là cái tưởng, là cái notion. Mà cái tưởng đó thường thường nó do cái xúc và cái thọ nó làm ra. Xúc là sparsha, xúc là xúc chạm giữa sáu căn với sáu trần, thì nó thành ra cái đó là sparsha. Và cái xúc đó nó tạo ra những cái tưởng, cái xúc đó nó tạo ra một cái những cái khác, nó tạo ra cái thọ. Khi mà xúc chạm nó tự nhiên là có cảm thọ, là vedana. Và cái xúc cái thọ nó tạo ra những cái tưởng samsaya. Và xúc đó, nó có thể tạo ra một cái nữa, nó làm tạo ra cái sự chú ý của mình. Thường thường thì mình không có chú ý tới cái đó, tại vì không có cái gì hấp dẫn. Nhưng mà tự nhiên có một cái xúc, và cái xúc này nó hơi lạ hay đặc biệt, cho nên mình chú ý tới đó. Thì cái đó gọi là chú ý, đó gọi là tác ý, tức là để ý tới nó. Thì cái này gọi là manaskara. Manaskara. Bây giờ mình đang suy nghĩ lung tung thì tự nhiên nghe tiếng chuông một cái. Thì tiếng chuông đó nó là cái, nó tạo ra cái xúc giữa cái lỗ tai của mình với là tiếng chuông. Và tự nhiên mình chấm dứt suy tư, mình tác ý tới tiếng chuông, để ý tới tiếng chuông. Và để ý tiếng chuông rồi á, thì buông bỏ tất cả suy tư, rồi mình bắt đầu mình nhiếp tâm vào, hơi thở vào thở ra. Và mình thiết lập lại cái thân tâm trong giây phút hiện tại. Thì cái tác ý đó là cái loại tác ý tốt,
gọi là như lý tác ý. Gọi là yoniso manaskara, appropriate attention. Cái thứ rất là tốt. Nên mỗi khi mình nghe chim hót thông reo hoa nở, thấy một người bạn tu đang đi mà mình chú ý tới mấy cái đó thì rất là tốt, gọi là như lý tác ý, appropriate attention. Còn khi mình chú ý tới những cái làm cho mình tâm mình nó loạn, nó bị kéo đi, ví dụ như mình muốn chạy theo cái hình ảnh đó, cái âm thanh đó, nó làm cho mình mất cái tự chủ, mình làm cho mình giận, làm cho mình buồn, mình làm cho mình vướng mắc, làm cho mình sợ hãi, thì cái tác ý đó nó là phi như lý tác ý, inappropriate attention. Yoniso manaskara là như lý tác ý. Và yoniso manaskara là phi như lý tác ý, như lý tác ý và phi như lý tác ý, tác ý. Thành ra người tu là phải tập và như lý tác ý để đừng bị kéo theo những cái nó không có lợi cho sự tu học của mình. Nó không để cho những cái phi như lý tác ý nó kéo mình đi. Thì ban đầu mình có những cái tưởng, những cái notion được phát sinh ra do cái sự xúc chạm, do cái sự để ý, do cái cảm thọ nó phát sinh ra. Và những cái notion đó nó tới với nhau, nó tạo ra cái tầm và cái từ, cái initial thinking và cái discursive thinking. Và mình có thể đi tới một cái quyết định là tư. Mình quyết định chạy theo, hoặc là mình quyết định chiếm đoạt, hay là mình quyết định lìa bỏ. Thì cái đó là cetana. Cetana tức là cái volition, cái ước muốn. Nếu mà bị cái mình bị cái mình bị cái nếu cái tác ý, cái tưởng, cái thọ này nó đưa tới cái tầm từ, tức là cái thinking chứ, thì cái thinking đó nó tùy theo là right thinking hay là wrong thinking, chánh tư duy hay là tà tư duy, mà mình có cái phản ứng khác nhau. Ví dụ như là khi mà mình nghe, mình thấy, mình xúc chạm cái gì không có như ý mình thì mình bực, mình giận. Thứ nhất là mình muốn tẩy chay cái đó, thứ hai là mình muốn bỏ chạy, hay là mình trừng phạt. Thì tẩy chay, bỏ chạy, trừng phạt, nổi điên lên, cái đó muốn trừng, cái đó là tư. Là tư tức là cái quyết tâm của mình muốn làm cái gì đó để phản ứng. Phản ứng bằng cách chạy theo, hay là trừng phạt, hay là bám lấy. Nhưng mà nếu mà mình có niệm, có định, có tuệ nó xen vào thì mình sẽ có cái thái độ khác. Người đó nói một câu không có dễ thương, người đó làm cái hành động không có dễ thương, nhưng mà mình thấy được, mình hiểu được, thì tự nhiên mình cũng có cái ý niệm muốn trừng phạt, muốn bỏ đi, muốn trả thù, mà mình có ý niệm muốn
nói một cái gì đó, làm cái gì đó để cho người kia bất khổ, thì cái đó cũng là volition, cũng là tự. Thì cái này là volition. Cái này là contact, cái này là feeling, cái này là notion, perception, cái này là attention, cái này là volition. Cái đó là cái tâm lý, những cái hạt tâm lý đầu, những cái hạt tâm lý luôn luôn có mặt trong bất cứ giờ phút nào của đời sống hàng ngày. Ở tại làng Mai á, mình được dạy là khi mà ngồi thiền á, và khi mà đi thiền hành á, thì mình nên chấm dứt cái sự suy tư, tư duy. Tại vì cái tư duy thường thường của mình hay có là tà tư duy. Tức là mình tư duy trong cái trạng thái tâm hồn mình không có định, dispersion. Và cái tư duy đó nó kéo mình ra khỏi cái giây phút hiện tại, nó kéo mình về quá khứ, nó kéo mình về tương lai, nó tạo ra cái sự lo lắng, sợ hãi, và do đó mình không có sống được những cái giây phút mầu nhiệm và tiếp xúc được những mầu nhiệm của sự sống. Cho nên khi ngồi thiền và khi đi thiền thì người hành giả nên tập chấm dứt tư duy, tránh hay không tránh, tâm dứt quách. Lâu lâu mình cũng cần tư duy, nhưng mà thường thường những tư duy của mình là tà tư duy. Nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, nghĩ một hồi điên cái đầu luôn. Và đó là tà tư duy. Mình phải tập chấm dứt tà tư duy thì mình mới biết cách làm tránh tư duy được. Cho nên khi mà mình đi thiền hành, đi một mình hay là đi với chúng, thì mình phải tập làm sao không những mình chấm dứt sự nói chuyện, nhưng mà mình cũng nên chấm dứt cái tư duy luôn. Thì buổi sáng mỗi sau khi công phu thì mình được đọc cái câu đó, đó là trái đất đang nâng chúng ta từng bước, chúng ta hãy dừng ngưng cái suy nghĩ lại để có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Thì bây giờ chúng ta nên thêm vào, chúng ta nên chấm ngưng cái tư duy lại để có cơ hội tiếp xúc cách sâu sắc. Chứ còn nếu mà không nói mà cứ để tư duy liên tục đó, thì mình cũng thật sự có mặt đó để mà tiếp xúc. Cho nên chấm dứt cái nói năng đã đành rồi, nhưng mà phải chấm dứt cái tư duy nữa. Tức là không tầm, không tự. Không tầm, không tự tức là thiền thứ hai rồi đó. Đề nhị thiền rồi đó. Đề nhất thiền thì còn tầm, còn tự. Nhưng mà đến đề nhị thiền thì không tầm, không tự nữa. Thì quý vị phải đi vào đề nhị thiền đi. Là chấm dứt tư duy. Ở Pháp ngày xưa có một ông triết gia tên là René Descartes. Ông có tìm ra được một cái chân lý, một cái sự thật. Ông rất là hào hứng. Ông cho đó là một công thức toán học. Ông nói, tôi tư duy, tức là tôi có mặt đây. I think therefore I am. Je pense. Donc. Tôi tư duy, tức là tôi đang có mặt. Nếu mà mình xét cho kỹ thì mình thấy không có đúng lắm. Tại khi mình tư duy như vậy thì mình bị cái tư duy nó kéo về quá khứ, kéo về tương lai, nó kéo về sự lo lắng. Mình thực sự không có mặt trong giây phút hiện tại để sống. Tại vì ông muốn chứng tỏ rằng nếu mà có tư duy thì phải có cái chủ thể tư duy. Vì vậy cho nên có sự tư duy đang xảy ra thì như vậy là phải có chủ thể tư duy. Vì vậy cho nên có cái hành động tư duy bằng xe thì phải có cái chủ thể tư duy. Và vì vậy đây, vì cái này có cho nên cái này phải có, là chứng minh là có cái ngã.
có cái tôi. Cái này rất là ngược với đạo Phật. Trong đạo Phật chúng ta chỉ học rằng có cái tư duy thôi, nhưng mà không có cái người tư duy. Inya ke lapangse, inya pa de pangsa. Thought without thinker. There are thoughts, but there is no thinker. Cái đó là đạo Phật. Rất là khó, khó nhận, khó chấp nhận. Thì ngày xưa thầy có thấy một cái bức khí họa, một cái bức khí họa vẽ ông Descartes đang mặc áo giáo sư triết học, và ông đưa ngón tay lên, ông đọc cái câu thần chú của ông: Response democracy, tôi tư duy, tức là tôi đang là. Thì bên phía sau ông có con ngựa, nó ngẩng đầu lên hỏi: ông là cái gì? I think therefore I am. What you are what? Con ngựa nó nói: you are what? Thì câu trả lời rất là rõ, rất là rõ. I think therefore I am only my thinking. Khi mình tư duy là mình là những cái tư duy đó, và tư duy đó nó viễn vông, tư duy đó nó đi vòng vòng, thì mình là cái chuyện đi vòng. Trong cái ngồi thiền mình cũng đi vòng, và trong khi mình đi tới sở làm mình cũng đi vòng. Vì vậy cho nên muốn thật sự có mặt là trước hết phải tập tư duy. Si vous voulez être là, il faut arrêter votre pensée. Để ngược lại cái ý. Và cái thiền tạo động đó, là như vậy đó. Soto Zen, no thinking. No thinking is the essence of Zen. Phi tư duy thì thiền chỉ yếu giả. Phi tư lương thì thiền chỉ yếu giả. Câu này là của Soto Zen, tạo động. Phi tư duy, no thinking. Đó là cái essential của Zen. Thì mình chấm dứt được, thì mình đi vào nhị thiền rồi. Sơ thiền thì còn tâm và từ, nhưng mà đến nhị thiền thì là không còn tâm và từ nữa. Lúc đó chỉ còn hơi thở và chỉ còn bước chân thôi. Nếu khi mình đi thì còn hơi thở bước chân, còn khi mình ngồi thì chỉ còn hơi thở và cái thấy ngồi của mình thôi. Mình đang ở nhị thiền. Thì trong cái đầu của mình á, nếu mình để tư duy nó liên tục á, thì không làm ăn gì được hết, không có tu được. Nó giống là có một cái radio, một cái đài phát thanh, nó luôn luôn nó phát sóng, nó nói cái này nói cái kia, không bao giờ ngừng lại được. Nó giống như có một cái tổ ong á, mà ong nó bay vù 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 lên như vậy đó, suốt ngày suốt đêm, làm sao để tắt đi, có cái nút nào không, có cái nút nào bấm một cái để cho nó dừng cái sự tư duy đó đi. Nó có một bầy nhái á, granui, nó nhảy lên loạn xạ ấy. Trong cái đầu mình là nó luôn như vậy đó. Cái đó là tư duy, tà tư duy. Cho nên phải tìm một cái nút nào đó, bấm một cái để cho nó dứt. Và cái nút này nó có hay không có. Đó là hơi thở và bước chân. Mình chú ý tới hơi thở, bước chân. Và chỉ chú ý tới hơi thở, bước chân rồi, thì tự nhiên tư duy nó dừng lại. Để hết tâm vào hơi thở, để hết tâm vào bước chân, thì tự nhiên nó dừng lại tư duy. Và đó là chuyện mình phải làm trong khi mình ngồi thiền. Trước hết là mình phải làm cái đó. Ngồi thiền có thể đi xa hơn nữa, nhưng mà trước tiên
là phải dùng hơi thở, phải dùng bước chân, hình hài của mình chú tâm vào cái đó, tự nhiên nó ngừng tư duy. Cho nên mình nên nhớ là khi đi thiền, mình không phải chỉ chấm dứt cái sự nói năng, mà mình chấm dứt cái sự nói năng ở bên trong, gọi là internal discourse. Mình ngưng cái discourse ở nơi miệng, nhưng mình cứ để cái discourse ở trong nó liên tục. Discourse mang tàn. Before arete là discourse mang tàn. Ngưng lại hai cái ngôn ngữ bên ngoài và cái ngôn ngữ luôn luôn bên trong. Và bắt đầu sống, bắt đầu tiếp xúc với những màu nhiệm của vũ trụ. Thành ra quý vị tới được lần mai một tuần lễ, phải sử dụng cái thời giờ cho khéo léo. Mỗi bước chân nó phải tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống, để nuôi dưỡng mình, để trị liệu mình, và để đạt tới cái tuệ. Đạt tới tuệ là không phải do tư duy đâu. Thường mình nghĩ là có tư duy thì có tuệ, nhưng mà phần lớn tư duy của mình là tà tư duy, cho nên đã không có tuệ rồi mà còn có confusion nữa, rộn xộn ở trong đầu. Thì mình phải dùng cái sự thông minh của mình mà thực tập. Mình có hai chân rất là hay, hai chân mà bước đi một bước rất là hay. Thì riêng thầy, thầy đã tạo ra những cái phương pháp để mà tự mình thực tập. Ví dụ như khi mà thầy thở vào thì thầy đi ba bước, và thầy nói mỗi bước chân, mỗi bước chân. Đó là khi thở vào. Còn khi thở ra thì thầy nói là phép là, mỗi bước chân là phép là. Đó là hơi thở vào ba bước, mỗi bước chân là phép là. Cái này không phải là tư duy, cái này là những câu thiền ngữ để nhắc mình, để nhắc mình. Cái này giống như là tiếng chuông vậy đó, hay là một câu thiền ngữ nó nhắc mình để mình trở lại giây phút hiện tại, không có gì hết. Để mình chấm dứt được tư duy, chính những cái này nó chấm dứt được tư duy, nó không phải là tư duy. Thì mỗi bước chân, thì mình ý thức mỗi bước chân, bao chân. Đến khi mình thở ra mình nói là phép là. Là phép là gì? Tức là mình phải thấy được mỗi bước chân như vậy là một cái phép là một cái miracle. Tại mình còn đây, còn sống đây, còn đủ hai cái chân và còn đủ hai lá phổi để đi, để thở và hai bước chân để đi. Thì đó là một cái miracle. Nó là phép thần thông rồi. Mình biết rằng thần thông tức là đi trên mặt đất, không cần phải đi trên trên mây mới gọi là thần thông. Đi với cái ý thức là mình đang còn sống và mình đang bước trên cái hành tinh xinh đẹp này, thì đó đã là giác ngộ rồi. Tại vì hầu hết loài người đi trên mặt đất này đều đi như bị ma đuổi, sleepwalker. Và những người đó đi trong u mê, trong quên lãng, trong thất niệm. Còn mình mỗi bước chân trong tỉnh thức, trong giác ngộ, thì mình đang tiếp xúc với cái màu nhiệm của sự sống, với cái miracle. Đó là thần thông. Mình đang perform a miracle. Mình đang thực hiện thần thông, gọi là địa hành thần thông. Thì chỉ cần niệm, tức là nhớ cái điều đó, là mình đang còn sống đây, mình đang có mặt đây, có mặt thật sự, chứ không phải có mặt theo kiểu ông Descartes, và đang bước đi những bước rất là thảnh thơi, rất là an lạc đây, thì đó là một cái phép thần thông rồi, một phép lạ rồi. Thì cái chuyện này ai cũng làm được, mỗi bước chân là phép lạ. Tại vì mình thấy rằng mặt trời kia là một cái rất là màu nhiệm, ánh sáng, ánh nắng kia là màu nhiệm, mà mình đang tiếp xúc với ánh nắng đó,
ánh sáng đó, cây cỏ đó, sương mù đó rất là đẹp. Mà cái tư duy làm cho mình đánh mất tất cả. Bây giờ chấm dứt tư duy thì tự nhiên tất cả đều là của mình hết. Cho nên phi tư duy nó hay như vậy. Bắt đầu sống, bắt đầu sống thật và sống sâu. Mỗi bước chân là phép lạ. Riêng thầy thì thầy thấy rằng là bước khi mà thở ra thì cái số bước nó luôn luôn nó dài hơn khi thở vào. Cho nên khi mà bước, khi mà thở vào thì thầy thở 3 bước, và khi thở ra thì thầy bước 5 bước rồi. Là phép lạ. Có thể lặp lại 2 chữ phép lạ nữa thành 5 năm. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Và thầy đi 3-4 lần như vậy thì thấy rõ ràng mình đang làm phép lạ. Nó rất là mồm. Mình thực tập được cái mà Tổ sư Thiền Lâm Thế nói là địa hành thần thông. Mình đang làm phép thần thông. Mình có thể làm phép thần thông được. Nếu mình thấy rõ rằng mình có một hình hài và mình đang bước những cái bước tỉnh thức, tiếp xúc được với những màu nhiệm sự sống, thì đó là thần thông mà ai cũng làm được. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Mà enjoy, hưởng thụ cho nó sâu sắc đó. Rồi có thể đi tới một câu khác. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Là nuôi dưỡng. Tại vì tất cả những cái màu nhiệm của vũ trụ đó giống như là không khí trong lành, giống như là ánh nắng mặt trời, như là cây cối xanh tươi, đều có tác dụng nuôi dưỡng hết. Còn mình thì đang bệnh đây, ít nhiều mình cũng đang bệnh. Và cái mình đang tìm cầu là làm thế nào để cho nó hết bệnh. Bệnh tâm cũng như là bệnh thân. Vì vậy cho nên đi thiền là một cách trị bệnh rất là hay. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Mình muốn trị liệu thì mình phải được nuôi dưỡng. Mà những cái yếu tố để nuôi dưỡng đang có mặt đó mà mình không có tiếp xúc được. Vì vậy trên mỗi bước chân là phải tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của vũ trụ đó để được nuôi dưỡng. Và khi mình cảm thấy là bước, mỗi bước đều có những cách nuôi dưỡng đó, là cái sự nuôi dưỡng đó đang xảy ra và sự trị liệu cũng đang xảy ra. Hễ có nuôi dưỡng là có trị liệu. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Cái tiếng Việt cũng như là tiếng Hoa nó hay là chỗ nó là cái đơn âm, một cái monosyllabic language, cho nên chặt ra từng chữ rất là dễ. Còn tiếng Anh, tiếng Pháp thì nó khó hơn, nhưng mà cũng có thể làm được. Every step is a miracle. Every step is a miracle. A miracle. Miracle is every step a miracle. Miracle. Cũng được chứ sao? Giống như mình hát vậy đó. Every step is nourishing. Mỗi bước chân là trị liệu. Mỗi bước chân là trị liệu. Every step is healing. Và mình đừng có nói cái miệng không, mình phải có cái healing ngay lúc đó. Trong khi mình đi thiền hành
trong khi mình đi thiền á, thì cái healing với cái nourishment đó, nó phải xảy ra. Cho nên không có dạy gì mà nói chuyện, không có dạy gì mà tư duy. Tại vì nói chuyện và tư duy thì đâu có cơ hội để nourishing và healing nữa. Cho nên từ cái cư xá của mình mà tới thiền đường thì là mình phải đi như thế nào để mỗi bước chân là phép lạ, là có hạnh phúc, là nuôi dưỡng, là trị liệu. Rồi mình muốn mỗi câu như vậy mình có thể làm nhiều lần. Tại mỗi bước đều có khả năng trị liệu, mỗi bước đều có khả năng nuôi dưỡng hết, mỗi bước đều có thể là một phép lạ hết. Mỗi bước chân là thánh thơi. Mỗi bước chân là thánh thơi. Người tu là phải thánh thơi. Mà nếu mà vướng bận thì không phải là người tu. Thánh thơi tức là freedom. Every step is freedom. Freedom. Và trong khi mình đi như vậy mình thấy mình tự do thiệt. Như sư chú mới xuất gia đó. I feel so free, so free. No one can catch me anymore. Mỗi bước chân là thảnh thơi, là thảnh thơi. Mà trong đi, trong khi đi như vậy thì nó hạnh phúc lắm. Là mình có thảnh thơi thiệt. Và mình nếu có thảnh thơi thì mình mới tiếp xúc được. Và tiếp xúc được thì mình mới trì liệu được. Tiếp xúc được mới nuôi dưỡng được. Cho nên cứ bốn câu đó mà làm. Mà không cần phải bắt chước thầy. Có thể đặt ra những câu khác. Và trong kinh có biết bao nhiêu câu hay. Ví dụ như là mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Tịnh độ. Tịnh độ hiện tiền. Mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, pháp thân. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, phòng hộ. Bao nhiêu kinh đều có thể làm được hết. Những cái bài như nương tựa A Di Đà trong bản môn màu nhiệm đều có thể đem ra để đi thiền hành được hết. Và khi mình ngồi thiền thì thay vì mỗi bước chân thì mình nên mỗi hơi thở. Mỗi hơi thở là phép lạ. Tại vì mình còn sống đây, mình còn thở vô thở ra đây là cái chuyện rất là hiếm. Mai mốt này tới khi mình thở hơi cuối cùng, muốn thở thêm một hơi nữa cũng không có được. Mỗi hơi thở là phép lạ, phép lạ. Mỗi hơi thở là nuôi dưỡng, nuôi dưỡng. Mỗi hơi thở là trị liệu, trị liệu. Mỗi hơi thở là thảnh thơi, thảnh thơi. Trước vô ngồi thiền, điều phục cái thân xong, điều phục hơi thở, tâm bắt đầu có thiền diệt, có pháp lạc. Pháp lạc tức là cái vui của thiền định. Nó có thức ăn. Pháp lạc là thức ăn của người tu thiền, gọi là thiền diệt vi thực, là cái hạnh phúc tạo ra trong khi mình thực tập thiền, là cái thức ăn hàng ngày của mình, thiền diệt vi thực. The joy of meditation is daily food. Thiền diệt vi thực là lấy cái niềm vui của sự thực tập thiền làm thức ăn hàng ngày. Và thức ăn đó nó nuôi dưỡng và nó trị liệu. Và nếu thầy, nếu sư cô, sư chú, nếu quý vị Phật tử mà đặt ra được những cái câu như vậy thì thực tập thấy thành công, thấy rất là hay thì nên đem chia sẻ với chúng. Rồi mình bỏ vào trong cuốn Nhật Tụng Thiền Môn để càng ngày cái kho tàng thực tập mình càng nhiều, càng hay. Thì mỗi người có thể có quyền viết ra những cái thi kệ mới, những cái câu thiền ngữ mới để mà thực tập. Không có
không hẳn là phải đi bắt chước thầy hay bắt chước người khác. Ban đầu thì xài tạm của thầy, và sau này mình giỏi rồi mình có thể đặt ra những câu thiền ngữ của mình, những bài thi kệ của mình. Và nếu mình làm mình thấy hạnh phúc, thành công nhiều thì mình đem chia sẻ với những người khác, đưa vào trong nhật tụng thiền môn cho các thế hệ tương lai. Và làm như thế nào để những cái buổi đi thiền của mình nó đừng uổng. Tại buổi đi thiền nào cũng cho mình thảnh thơi, cũng cho mình nuôi dưỡng, cũng cho mình trị liệu tại sao mình có đi. Và những cái buổi ngồi thiền cũng vậy, nếu mình biết cách. Và nếu mà mình tha thiết muốn có sự thảnh thơi, muốn có sự trị liệu, muốn có sự nuôi dưỡng, thì lúc đó mình không có buồn ngủ nữa. Thì lúc đó mình thấy rất là mình rất là cần ngồi thiền, cần đi thiền. Hôm nay chúng ta kể tiếp cái chuyện thầy Chiên Đà, kinh Chiên Đà. Thì khắc sĩ Chiên Đà tìm tới với thầy An Đang. Thầy An Đang đang ở nước Kosambi. Và thầy đi nhiều ngày thì mới tới. Và tới nơi thì thầy than với thầy An Đang: bây giờ Đức Thế Tôn vừa mới qua đời, con có nơi nương tựa, xin con đi tìm các thầy lớn. Và con đã đi tới vườn Lộc Uyển thì các thầy đã dạy cho con ba cái pháp ấn đó, là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Các thầy cứ nói đi nói lại hoài thì con thuộc lòng rồi, nhưng mà con không có thỏa mãn, con không có hiểu. Làm sao để thực sự thấy được pháp, hiểu được pháp, chứ không phải là chỉ nghe những cái câu pháp ấn như vậy thì đủ. Và bây giờ thầy dạy con đi. Tại vì con nghĩ rằng nếu các thầy ở Lộc Uyển không có dạy không được thì con phải đi tìm thầy An Nan. Thầy An Nan nói: tôi rất là vui. Tại vì thầy là một người rất là thành thật. Thầy không hiểu thì thầy nói thầy không hiểu. Có nhiều người không hiểu nhưng mà không có chịu nói mình không có hiểu. Và vì vậy cho nên thầy có khả năng hiểu được, tôi sẽ dạy cho thầy. Và khi mà được nghe câu đó thì thầy Chiên Đà rất là thích. Lần đầu tiên có một vị đại trưởng lão, một vị cao để của Đức Thế Tôn khen mình là có khả năng hiểu được cái giáo pháp thâm diệu của Đức Thế Tôn. Cho nên con phát khởi một cái niềm tin và cái sự phấn khởi rất là lớn. Kênh này đã dịch ra tiếng Việt rồi và có dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh rồi, thì xin quý vị có thì đem ra đọc. Lúc bây giờ tôn giả Ananda nói với thầy Chiên Đà: hay thầy Chiên Đà, tôi rất vui, tôi mừng cho thầy vì thầy có khả năng đứng trước người tu phạm hạnh mà không che giấu những gì trong tâm mình để mong phá trừ những gai gốc hư ngụy trong tâm. Tức là mình có cái nghi, có cái mình, cái không hiểu,
mà mình dám nói cái không hiểu, cái nghi của mình ra. Thì chân ra những cái phàm phu là những người ở ngoài đời mà không có học đạo, gọi là phàm phu. Những người phàm phu si mê không có khả năng hiểu được sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường, không biết rằng tất cả các hành đều vô thường, tất cả các pháp đều vô ngã, và niết bàn là sự an ổn lắng dịu. Giờ này đây, khi thầy đã có khả năng tiếp nhận giáo pháp thâm diệu thì hãy lắng nghe, tôi sẽ vì thầy mà nói. Lúc bây giờ thầy chẳng đang nghĩ, ta bây giờ đây có được niềm vui, có được tâm trạng mầu nhiệm hết sức này, bởi vì ta biết giờ đây ta có được khả năng, ta có được khả năng tiếp nhận giáo pháp thâm diệu. Lúc ấy tôn giả Ananda nói với thầy Chiên Đà, tôi đã được đích thân nghe buộc dạy cho tôn giả Maha Kachayana như sau. Người đời thường bị vướng vào hai cái thấy cực đoan, đó là cái thấy có và cái thấy không. Chánh kiến. Người đời bị kẹt vào trong các cảnh giới của một người nhận thức. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức. Cho nên tâm họ bị ràng buộc. Trong kinh này mình bỏ chữ một người, không có chữ một người này. Người đời bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức. Gạch bỏ cái chữ. Không có kinh đó à? À, vậy thì tốt. Cho thầy kia viết để thầy gạch. Chưa phát ra hả? Kỳ sau sẽ có kinh Chiên Đà. Tức là khi mà sáu căn nó tiếp xúc sáu trần thì nó hiện ra cái cảnh giới, tức là đối tượng của nhận thức. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì nó có sáu tưởng, là mình kẹt vào những cái tưởng đó. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức cho nên tâm họ bị ràng buộc. Họ bị ràng buộc tức là dính. Dính vào cái ưa thích hay là dính vào cái sự ghét bỏ. Một là muốn, hai là không muốn. Một là nắm bắt, hai là chạy trốn. Nếu một người không tiếp nhận, không nắm bắt, không đứng ở trong cái kẹt đó, không chấp vào một cái ngã, thì người ấy sẽ thấy rằng khi có điều kiện thì sự vật nó phát sinh, và khi những điều kiện không còn nữa thì cái khổ nó tiêu diệt.
Cái câu này nó có nghĩa là khi mà cái sáu căn nó tiếp xúc sáu trần và nó có cái tưởng thì mình có thể bị kẹt vào cái tưởng đó. Bị kẹt vào đó. Cái đó gọi là thú. La prise. Grasping. Kẹt nó là grasping. Khi mình kẹt vào đó và mình ở trong cái đó gọi là trú. Ban đầu có cái xúc, cái công tắc, cái xúc chạm, rồi bị kẹt vào trong cái đối tượng của sự xúc chạm đó và cứ ở trong đó không ra khỏi, gọi là không có xúc, không có thủ, không có trú và không có kế. Kế tức là không có so đo về một cái ngã, về một cái ngã. Thì chị tự nhiên thấy được cái sự thật. Tại vì cái ý của thầy Chiên Đà là nói rằng là con nghe ba cái câu đó con không được hạnh phúc, tại con không có hiểu. Con nghe nói rằng là mọi vật đều vô thường, đều trống rỗng, đều không có ngã. Và khi mà thấy được cái sự trống rỗng đó, khi mà buông bỏ được cái ngã đó, thì có thể thấy được pháp và hiểu được pháp. Nhưng mà nếu không có cái ngã, thì ai thấy được pháp? Ai hiểu được pháp? Cho nên con vẫn không hiểu thế nào là vô thường, thế nào là vô ngã, thế nào là không, thế nào là niết bàn. Tại niết bàn tức là không, tức là sự chấm dứt của tất cả những cái dục, những cái ái. Thì Bụt mới dạy thầy Ca Chân Diên, thầy Cách Cha Yana, là người đời ấy, trong khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần thì có những cái tưởng và mình có thể bị kẹt vào những cái tưởng đó và mình ở trong những cái tưởng đó không có ra được và mình chấp rằng có một cái chủ thể nó đi qua cái tượng đó, làm chủ cái tượng đó, thì mình cũng có thể thấy được pháp và hiểu được pháp. Nhưng mà đâu có cần phải có cái ngã. Ở trong này không cần có cái ngã. Không cần có cái ngã mà vẫn có cái xúc, vẫn có cái trú, vẫn có cái thủ như thường. Cũng như nói rằng là có tư duy mà không cần phải người tư duy, có cái băng xe mà không cần có băng xe. Có cái nghiệp, có cái hành động mà không cần phải có cái action mà không có cái actor. Có cái tác nghiệp, có cái action mà không cần có cái tác giả. Có cái feeling
mà không có cái filler. Có cái feeling mà không có filler. Cho thầy kia xin cái cuốn kinh ở trong. Có cái feeling mà không có cái filler. Có cái tư có cái thinking mà không có cái thinker. Thì cái này là rất là quan trọng, không có cần có cái ngã mới là mới 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 có những cái đó nó xảy ra. Ví dụ như khi mình nói mưa, mình nói mưa thì thường thường mình hay nói mưa rơi, mưa rơi. Hay là gió thì mình nói là gió thổi, gió thổi. The wind blows. Mình tưởng tượng ra có một cái chủ thể, một cái actor, và có một cái actor và một cái action nó tách rời ra, mà nó còn ngoài cái actor nó còn có cái action, ngoài cái action còn có actor. Không nói là je pense thì ngoài cái pense nó có cái je. Nếu không có je thì làm sao có pense? Thì đó là cái thắc mắc của thầy Chiến Đà. Nếu không có cái tôi thì làm sao có sự tự nhiên? Nếu không có cái tôi thì ai thấy được pháp, ai hiểu được pháp, ai đi vào niết bàn? Thì câu hỏi là như vậy. Thầy anh đang hiểu được, thầy nói rằng không có cần cái tôi. Giống như khi mưa với rơi có phải là hai cái khác nhau? Có cái mưa nào mà không rơi không? Nếu mưa mà không rơi thì đâu phải là mưa, có phải vậy không? Vậy cho nên không lấy, có thể lấy cái rơi ra khỏi cái mưa được. Không lấy cái action ra khỏi cái actor ra khỏi cái action được. Mưa là rơi. Hoa là nở. Mây là bay. Mưa là rơi, hoa là gió là thổi. Thì gió cố nhiên là phải thổi rồi. Nếu mà gió không thổi thì nó là không khí rồi, không phải gió nữa. Phải vậy không? Vậy vậy cho nên cái thổi nó nằm ngay ở trong gió. Cái actor với là cái action là một. Nếu mình tưởng tượng gió là cái cuốn sách này, và có cái ông thần gió phía sau đang thổi, là không đúng, không cần ông thần này. Không có cái ông thần đứng sau gió. Chỉ cần có gió thôi, không cần ông thần gió. Vì vậy cho nên chỉ cần có tư duy, không cần có người tư duy. Chỉ có tác nghiệp, không cần có tác giả. Cái này là cái tinh hoa của đạo Phật, là vô ngã, tuệ giác. Tuệ giác chánh kiến trước hết là tuệ giác vô thường. Vô thường thì đưa tới vô ngã. Ngã là một cái gì? Ngã là một cái gì? Nó tồn tại mãi mãi, hoài hoài, bao giờ nó cũng là nó. Nếu em bé có cái ngã thì em bé mãi mãi là em bé. Em bé không thể nào thành người lớn,
không thể nào trở thành người già. Mà tại nhờ có cái vô ngã cho nên em bé mới trở thành được người lớn. Nếu không có vô ngã, nếu không có vô thường, thì em bé làm sao trở thành một cô gái thiếu nữ xinh đẹp được. Em bé mãi mãi là em bé. Nếu không có vô ngã vô thường thì hạt bắp luôn luôn là hạt bắp, không bao giờ trở thành cái bắp được. Vì vậy cho nên cái vô thường là cái rất hay, chứ không phải là cái rất là dễ, không phải là cái xấu xa gì. Nhờ vô thường mà có sự sống. Mà vô thế vô thường là nó vô ngã. Mà ngã làm cái gì? Nó cứ như là nó là cái tự tánh, nó là cái self nature. Mình học kỳ trước đó, self nature, tự tánh. Tự tánh. Svabhava. Thì em bé không có tự tánh. Mà cái đó không phải là một tin buồn. Nếu em bé có tự tánh thì sức mấy em bé trở thành ra cô thiếu nữ chàng thanh niên được. Thành ra không có tự tánh là rất hay trong vậy. Mà không có tự tánh tức là không có một cái gì thường tại bất biến. Mà cái ngã là cái thường tại bất biến. Hay vô thường rồi thì phải vô ngã. Anh đã chấp nhận vô thường là sự thật rồi thì anh phải chấp nhận vô ngã. Sớm muộn gì anh cũng phải chấp nhận vô ngã. Tại ngã là một cái gì? Trường thường tại. Nó là nó như vậy. Vậy nên bây giờ khoa học đã chấp nhận vô thường rồi thì chắc chắn một ngày nào đó khoa học phải chấp nhận vô ngã thôi. Nhưng mà những khám phá gần đây khoa học nó chứng tỏ rằng cái vô ngã là một cái sự thật. Ví dụ như là những cái tế bào óc của mình, những cái neuron của mình, nó có hàng tỷ cái neuron như vậy. Và không có cái neuron nào làm chủ để ra lệnh sai khiến hết. Nó liên hệ với nhau, nó thông tin với nhau. Và khi nào mà có một cái tư tưởng nó phát sinh hay có một cái cảm thọ phát sinh ra thì đó là thành quả của tất cả các neuron nó làm ra, chứ không phải là có một ông chủ nói là mày phải làm phát khởi một tư duy, mày phải phát khởi một cảm thọ, mày phải làm cái này làm cái kia. Và các nhà khoa học thần kinh họ nói rằng cái bộ óc của mình nó giống như một cái dàn nhạc. Tất cả đều đang sử dụng một nhạc khí mà không có nhạc trưởng. Không có nhạc trưởng, không có người cầm chiếc đũa. Không cần thầy Pháp Linh. một cái ban nhạc mà không cần nhạc trưởng. Không cần một cái boss. Không cần một ông chủ. Thì cái cơ thể của mình cũng vậy, cơ thể của mình làm ra bởi biết bao nhiêu là tế bào. Mà không có tế bào nào xưng là tôi là president, tôi là chủ tịch của tất cả các anh phải theo tôi hết. Và đó là những cái rất là rõ ràng, nó là vô thường và vô ngã. Thì những khám phá của khoa học cho biết, xác nhận sự thật về vô thường vô ngã. Nhưng cái vấn đề là mình có ứng dụng, áp dụng được cái tự giác vô thường vô ngã trong đời sống hàng ngày để cho mình đỡ khổ hay không? Tại vì nếu thực tại là vô thường vô ngã mà mình cứ nghĩ là thường và là ngã thì mình khổ thôi. Cái đó gọi là vô minh. Cho nên vấn đề không phải là một câu nói. Vấn đề là có thể ứng dụng được cái tự giác đó hay không? Thì mình thấy ngay nó có cái sự vô lý rồi. Mưa, bây giờ có mưa rồi thì mưa phải rơi xuống mới được. Mà mưa mà không có rơi thì đâu gọi là mưa được. Gió, mà bây giờ phải thổi nữa. Gió là nó thổi rồi, nếu không có thổi làm gì có gió. Cho nên sự có mặt của mưa tức là hành động của mưa.
Sự có mặt của gió là hành động của gió. Sự có mặt của cái bàn là công dụng của cái bàn. Chúng ta đã học ở trong cái 44 bài kệ Thắng Nghĩa là các pháp không công dụng. Things have no function. Their existence is their function. Các pháp không tác dụng. Sự có mặt của pháp, các pháp chính là công dụng của nó. Cũng như là ở trong triết học Trung Quốc họ nói là quân quân thần thần phù phù tử tử. The fathers. Đây là cái verb, đây là cái noun, cái subject. Động từ với chủ từ với động từ là một. Cái actor với cái action là một. Nếu ông cha mà không làm cha thì đâu phải ông cha. Là cha tức là một cái action này. Quân quân thần thần phụ thủ tư tử, tức là vua, phải đích thực là vua. Không cần làm gì hết, đích thực là vua. Là thần dân, phải là thần dân. Làm cha, phải thực sự là làm cha. Và là người con, phải thực sự làm con, không cần phải làm gì hết. Thì tự nhiên có thiên hòa hòa bình. Và quân quân tức là ông vua, làm vua. Thần thần là thần dân, làm thần dân. Cha làm cha, con làm con. Thì mình, sự có mặt của mình chính là hành động của mình. Và vì vậy cho nên mỗi một cái danh từ đều là một động từ hết. Vì vậy cho nên không cần có một cái chủ từ nằm ngoài cái động từ. Không cần có một cái actor nó nằm ngoài cái action. Và đó là cái điều mà thầy Anand muốn dạy cho thầy Chiên Đà. Anh nghĩ là phải có cái ngã thì mới thoát khỏi luân hồi, mới đi vào niết bàn. Nếu không có cái ngã thì ai thoát luân hồi, ai đi vào niết bàn? Nếu không có cái ngã thì ai thấy, ai nghe, ai tu, ai tạo nghiệp, ai tiếp nhận quả báo? Nếu không có ngã thì ai thấy được Phật pháp, ai hiểu được Phật pháp? Vì vậy cho nên con có hiểu được những cái điều mà các thầy ở Lộc Uyển nói là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thì anh đang dạy như vậy. Nếu mà một người á, mà trong khi tiếp xúc á, không bị kẹt vào cái tiếp xúc, không đứng ở trong cái kẹt đó và không thấy rằng cần có một cái ngã, thì người đó bắt đầu thấy sự thật, thấy pháp và hiểu pháp. Và người đó thấy rằng khi mà sự vật, khi mà những cái hiện tượng, những cái điều kiện nó tới đủ thì tự nhiên cái sự vật đó nó biểu hiện. Và khi mà điều kiện không còn đủ nữa thì cái hiện tượng đó nó không còn. Không cần phải có một cái ngã đóng cái vai trò gì hết ở trong đó. Ở trong này nói nếu ví dụ như là khi mà những điều kiện để cái khổ phát sinh có đủ thì cái khổ phát sinh. Và khi những cái điều kiện để cái khổ tiêu diệt thì cái khổ tiêu diệt thôi. Không cần phải có cái chủ thể nào đứng chủ trương cái chuyện làm phát sinh ra khổ và làm tiêu diệt cái khổ. Đó là cái câu kinh khó nhất ở trong cái kinh gọi là Trung Đạo Nhân Duyên. Bây giờ đọc lại nhé. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức cho nên tâm họ bị ràng buộc. Nếu một người không tiếp xúc, tiếp nhận, không nắm bắt, không đứng ở trong cái kẹt ấy, không kế độ chấp vào một cái ngã, thì người ấy sẽ thấy khi điều kiện có đủ để sanh thì cái khổ sinh, và khi điều kiện hết, khi điều kiện để cái khổ diệt thì cái khổ diệt. Và thầy thêm vào một câu nào cho hiểu, trong đó không cần một cái ngã, và trong đó những ý niệm có và không thể áp đặt vào được nữa.
Này Kacayana, khi một người thấy được như thế thì người ấy không còn hồ nghi gì nữa, không bị phiền não nào sai sự nữa, và cái thấy ấy không do ai trao truyền cho mình mà chỉ mình tự biết. Cái thấy ấy gọi là chánh kiến. Cái chánh kiến mà Như Lai đã nói tới. Đó là cái câu ở trong kinh. Tức là không cần có một cái chủ thể. Khi điều kiện nó có đủ thì cái đó biểu hiện. Và khi điều kiện không còn đủ thì cái đó tiêu diệt. Cái sự giải thoát cũng như vậy. Thành ra mình cứ nghĩ rằng nó có một cái ngã để đi luân hồi. Đi vào cái thân xác này, đi ra thân xác đó, rồi đi vào một thân xác khác, rồi đi ra thân xác khác nữa, và đi vòng vòng. Thì cái đó là cái luân hồi của Bà La Môn Giáo, của Áo Nghĩa Thư, không phải là luân hồi của Đạo Bụt. Đạo Bụt không công nhận cái luân hồi đó. Và vì vậy, vậy cho nên mình phải thấy rằng có những người chưa thấy được cái vô ngã. Ở trong Đạo Bụt có những người chưa thấy được vô ngã và tin vào luân hồi, thì cái luân hồi đó nó có màu sắc Bà La Môn Giáo hơn là Phật giáo. Nhưng mà biết làm sao được, tại vì chưa học đủ, chưa thấy đủ, chưa được Thầy A Nan khai thị. Cho nên cái ý niệm của mình về luân hồi, về nghiệp và về báo, nó vẫn còn mang nặng cái chất liệu của Bà La Môn Giáo. Tại vì Bà La Môn Giáo là tin vào một cái ngã. Thành ra tuy Đạo Bụt có tiếp thu giáo lý về nghiệp, về luân hồi, về báo, nhưng mà cái giáo lý và sự hành trì của Đạo Bụt về luân hồi, về nghiệp và về báo không có giống. Là tại vì phải hiểu dưới ánh sáng của vô ngã, nó có sự liên tục, nó có quả, nó có báo, nó có luân hồi, nhưng mà không cần có một cái ngã. Cũng như là nước, nó có thể luân hồi thành nước đá. Nước đá có thể luân hồi thành mây, mây có thể luân hồi thành dòng sông. Nó có sự liên tục như vậy. Nhưng không cần phải có cái ngã mới luân hồi được. Không cần có cái ta bất kỳ mà luân hồi được. Gieo bắp thì được bắp, gieo đậu thì được đậu. Cái đó nó đúng, nhưng mà không cần phải có cái ngã ở trong đó, chủ trương như vậy. Tất cả những điều kiện đầy đủ thì hạt bắp trở thành cái bắp và sẽ có những trái bắp. Trong hẳn là có phải có cái ngã ở trong đó thì mới được. Thành ra trong cái bài kể đầu của mình học năm ngoái là Thắng Nghĩa Già Đà, cái câu đầu là không hề có chủ nhân, không kẻ làm người chịu, các pháp không tác dụng, dù chuyển dụng chẳng không. Nó rất là hay. Chỉ có bốn câu thôi. Câu thứ nhất là không hề có chủ nhân, không có sếp, nhà bà được sếp, no boss, không kẻ làm người chịu, is no actor, there is no receiver, there is no performer of action, there is no receiver of the fruit of action. Cái người không có cần cái người gây ra nghiệp và không có người thọ nghiệp, nhưng mà nghiệp nó vẫn có. Nghiệp vẫn có. Khi mà có nhân, có điều kiện thì tự nhiên nó có nghiệp. Và khi hết cái điều kiện đó thì nghiệp nó hết. Không cần có cái ngã trong đó. Và cái này là cái crème, cái tinh hoa của Đạo Bụt là vô ngã. Vì vậy cho nên trong cái cộng đồng của Phật giáo có biết bao nhiêu triệu người, mà những người mà thấy được cái pháp và hiểu được cái pháp, những người mà chứng ngộ thì rất là ít. Còn phần lớn đều là những người, những tín hữu, và cái hiểu của họ còn vướng mắc cái ý niệm ngã rất là nhiều. Nhưng mà phải cho họ đi từ từ.
Và muốn hiểu được Bụt thì phải thấy được cái điều đó. Có những người tự xưng là Bụt, nhưng mà cái chất Bụt còn ít và cái chất Bà La Môn còn nhiều. Rồi từ từ càng ngày càng tu tập thì chất Bụt càng nhiều, và cái niềm tin ở ngã, ở thần ngã, mê tín từ từ nó bước đi. Chuyện này mình sẽ tiếp tục học. Quý vị có biết không, là khi mà thầy Chiên Đà nghe thầy An An nói xong thì tâm tư bừng sáng, giác ngộ và thấy được. Thì mong rằng quý vị khi mà nghe kinh này cũng được như thầy Chiên Đà. Ở trong thời của Bụt có chép rằng, trong kinh có chép rằng, có nhiều người trong khi nghe Bụt nói tâm tư bừng mở và chứng ngộ ngay tại chỗ. Thì thầy Chiên Đà là như vậy. Thì trong một bài thuyết pháp, nếu mà mình để hết cái tâm ý của mình có niềm tin rằng mình có thể đạt tới được, thì mình có thể vỡ ra và mình có được cái thấy đó, gọi là thấy pháp, kiến pháp. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức, cho nên tâm họ bị ràng buộc. Nếu không tiếp nhận, không nắm bắt và không ở đứng trong cái kẹt đó, không kế độ và chấp vào một cái ngã, thì người ấy sẽ thấy rằng khi điều kiện có đủ để sinh thì cái khổ nó tự sinh. Khi điều kiện để cái khổ diệt thì cái khổ diệt. Trong đó không cần có một cái ngã, và trong đó không cần có những ý niệm có và không. Những ý niệm có và không, không thể áp đặt vào được. Này các Jayana, người ấy không còn hồ nghi gì nữa, không bị phiền não nào sai sự nữa. Và cái thấy ấy không do ai trao truyền, mà chỉ từ mình tự biết. Cái thấy ấy gọi là chánh kiến, cái mà Đức Như Lai đã nói đến. Muốn cho pháp thoại tiếp tục thì có điều kiện. Không cần cái ngã thì cần điều kiện thôi. Tại sao như thế các cha danh? Tại vì khi một người quán chiếu về sự tập khởi của thế giới một cách đúng pháp, thì người ấy không làm phát sinh ý niệm không. Và khi người ấy quán chiếu sự hoại diệt của thế giới một cách đúng pháp, thì người ấy cũng không làm phát khởi ý niệm có. Này các cha danh, Như Lai buông bỏ cả hai ý niệm độc cực đoan đó và thuyết pháp ở trung đạo. Middle way tức là con đường trung đạo, nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh, vì vô minh nên có hành, vì có hành cho nên có thức, vân vân, cho đến khi có sự tập khởi của cái khối đau thương này. Nghĩa là vì cái này không còn, cho nên cái kia không còn. Cái này diệt, cho nên cái kia diệt. Cho nên khi vô minh diệt, thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Cho đến khi cái khối đau thương đó không còn nữa. Trong lúc Tôn giả Ananda thuyết pháp, Khất sĩ Chiên Đà đạt tới tình trạng viễn ly trần khổ, đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Tức là có được một con mắt thanh tịnh thấy được. Ngày trước chúng ta đã vẽ cái hình chữ Z này, và trên cái bình diện này chúng ta thấy có thế tục đệ.
có sinh, có diệt, có không, có trên, có dưới, có người, có ta, sự vật ở ngoài nhau. Và những cái sự thật này nó có công dụng của nó. Ví dụ như xây nhà thì phải có ý niệm trên và dưới, phải xây cái tầng trệt trước, không có thể nào bắt đầu bằng cái tầng thứ tư. Thì vì vậy nên thế tục đế nó có giá trị của nó. Nhưng mà mức phía sau thế tục đế nó có một cái sự thực khác, đó là chân đế, thắng nghĩa đế. Và trong cái thắng nghĩa đế này không có sinh, không có diệt, không có có, không có không. Không có chủ thể, không có đối tượng, không có những cặp đối nghịch nữa. Và khi mà đạt tới cái thế đó rồi thì tất cả những lo lắng, sợ hãi, buồn khổ tiêu tan hết. Muốn đi từ sự thực này tới sự thực khác phải có một con đường. Con đường đó gọi là con đường trung đạo. Một con đường đi tùng tướng nhập tánh. Một con đường đi từ cái trật tự ngoại nhiếp vào trật tự nội nhiếp. Và hôm qua chúng ta đã có một cái bài tập là cái câu gọi là cái này có vì có cái kia có. Gọi là duyên khởi. Pratitya Samuppada nó có nghĩa là sự vật nương vào nhau để phát khởi. Cái trái nương vào cái phải để có mặt. Cái phải nương vào cái trái để có mặt. Cái có nương vào cái không để có mặt. Cái không nương vào cái có để có mặt. Cái duyên khởi đó nó cũng là tương tức. Cái này là cái kia. Cái này nó nằm trong cái kia, chẳng phải ở ngoài cái kia. Tiếng Anh dịch thì duyên khởi là có thể dịch duyên khởi là conditioned genesis. Ở trong thánh kinh đó, genesis là sáng thế. Sáng thế nghĩa là tại sao có cái vũ trụ này, và thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Cái đó gọi là genesis. Thì câu hỏi là vũ trụ này từ sao, vì đâu mà có? Thì ở bên thiên duyên đó là vì thượng đế tạo ra. Cái đó gọi là Christian genesis. Nó nằm ở trong kinh. Thượng đế là chủ thể, nó có cái action là tạo ra vũ trụ. Nó có thượng đế, nó có hành động thượng đế, và nó cái vũ trụ thế giới. Nhưng mà trong đạo Phật á thì thế giới nó tập thành á, chứ tập á, samudaya, tập là sự thật thứ hai của bốn sự thật. Khổ tập diệt đạo, tập tức là the making of suffering. Đây là the making of the world. Thế giới này nó được tập khởi, nó được hình thành là do cái condition genesis. Không phải do một đấng thần linh làm ra, mà do cái này nó nương vào cái kia mà nó thành ra. Cái đó gọi là tương khởi, tương duyên, tương khởi. Thì trong đạo Phật nói, trong đạo Chúa nói rằng là thế giới này do ai, do vì sao mà có, thì nói do thượng đế mà có. Còn trong đạo Phật nói thế giới này vì sao mà có,
thế giới này có là tại vì nhân duyên. Cái này nương trên cái kia mà nó có, cái đó gọi là duyên khởi, cái đó là condition genesis. Câu trả lời rất là rõ và nó rất là đơn sơ. Nó là cái này có vì cái kia có. This is because that is. Cái này là Buddhist genesis. Cứ nghĩ tới cái trái và cái phải. Cái trái có là tại vì có cái phải, nó nương nhau mà nó có. Nó đợi nhau để nó xuất hiện đồng thời. Cái trái, cái phải, cái trên, cái dưới, cái chủ thể, cái đối tượng, cái anh và cái tôi, cái cha và con, nó phải đợi nhau, nó xuất hiện đồng thời. Cái này là cái giáo lý đạo Phật về cái sự sáng tạo vũ trụ, không phải do một đấng thượng đế, mà do cái này nương vào cái kia, là condition genesis. Thì cái đạo lý duyên khởi vẫn sử dụng cái ngôn từ của thế tục đế, nhưng mà từ từ đưa người ta thoát ra khỏi cái ngôn từ và cái tri giác của thế tục đế để đi vào cái thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa đế tức là thực tại tối hậu, the ultimate reality. Ở bên Cơ Đốc giáo, the ultimate reality, thực tại tối hậu có thể là thượng đế. Và thực tại tối hậu là cái thực tại không có sinh, không có diệt. Không có không có không. Tất cả những ý niệm sinh diệt có không là nó nằm ở trên bình diện của thế tục đế. Cái này là chân như, cái này là niết bàn. Cái này là phương ngoại. Rong trời chơi trời phương ngoại. Đi vào được cái khung trời phương ngoại rồi thì có tự do rất là lớn. Ngày xưa ở Việt Nam đời Trần nó có một ông tướng rất là giỏi. Ông có đánh bại quân Mông Cổ. Đánh bại cả cái đội quân Mông Cổ. Đó là tướng Trần Hưng Đạo. Tướng Trần Hưng Đạo có một người anh tu tại gia mà rất là giỏi, giỏi hơn mấy thầy nữa. Và đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và tên của ông là Trần Tung. Chúng ta tu thiền rất là giỏi và có để lại một tác phẩm ở trong kho tàng văn học Việt Nam. Và ông có một cái bài ca gọi là Phóng Cuồng Ca. Và trong đó có câu là chống gậy rong chơi trời phương ngoại. Chống gậy rong chơi trời phương ngoại. Chống gậy rong chơi. Trừ khung trời phương ngoại. Trần Quốc Tung là anh ruột của Trần Quốc Tuấn. Anh ruột của Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Vương.
Tại phương ngoại tức là cái thế giới mà trong đó vượt thoát cả không gian, qua cả thời gian, có rất là nhiều tự do. Ở tiếng chữ Hán là phương ngoại phương. Phương ngoại phương là space outside of space, time outside of time. Vượt thoát không gian, vượt thoát thời gian. Tại vì thời gian không gian mình tuy vậy mà còn eo hẹp lắm. Nó có sinh, có diệt, có không. Và chúng mình á, đang sống trong cái space, trong cái không gian nó eo hẹp. Nó có, cái thế giới của có, của không, của sinh, của diệt, thành không có được thoải mái. Thành ra phương ngoài phương là space outside of space, time outside of time. Và cái đó nó có, cái đó nó available in the here and the now. Cái đó gọi là nirvana, cái đó gọi là suchness. Và khi mà mình có cái tuệ này, có cái tuệ giác, có cái chánh kiến rồi, mình vượt thoát được có không sinh diệt, thì mình chống trị, mình rong chơi ở trong không trời phương ngoài. Và đó là cái mục đích của người tu đạt tới tự do lớn, thoát khỏi sống, thoát khỏi sân, thoát khỏi tử, và đạt tới cái niết bàn gọi là bây giờ và ở đây. Le nirvana visible, ici et maintenant. The visible nirvana in the here and now. Đó là rong chơi, chơi trời phương ngoài. Chống gậy rong chơi trừ phương ngoài, không trời phương ngoài. Thì từ cái bình diện của thế tục đế, có sanh, có diệt, có không, mà nhờ cái sự quán chiếu về duyên khởi, cái này có, về có, khi có. Và từ từ mình đi tới cái chuyện không sinh và không diệt, không có và không không. Và vì vậy từ thế tục đế đi vào thắng nghiệm đế. Mà cái đó là do công phu thiền quán. Mà cái thế tục đế đó với cái thắng nghiệm đó không phải là hai cái nó có riêng. Mà đi tìm cái thắng nghiệm đó ngoài cái thế tục đế thì không có. Cho nên mình mới có cái thiền sư Vân Phong đó. Có một bữa đệ tử là thiền hội tới thì đệ tử nói rằng: bạch thầy, thầy dạy chúng con phải làm sao thoát ra khỏi cái vòng sinh tử mà đạt tới cái thế giới không sanh không diệt. Thì cái thế giới không sanh không diệt đó nó nằm ở đâu, thầy dạy chúng con? Thì thầy Vân Phong nói: nó nằm ngay trong cái thế giới có sinh có diệt. Nếu mà con bỏ cái thế giới có sanh có diệt rồi thì không có cách gì con tìm được thế giới không sanh không diệt. Vì vậy cho nên cái hình này á, vẽ như vậy là cách vẽ thôi. Vẽ cho đúng là phải vẽ như vậy này. Còn nhìn vào thì quý vị thấy. Chắc là nhờ thầy Pháp Á làm cho thầy một cái gì bằng gỗ. Rồi mình có thể dương lên có hai tầng. Rồi đến khi mình xẹp xuống là còn một tầng. Thì sau mình sẽ đem ra để cho đại chúng quán chiếu. Tuy rằng hai tầng nhưng kỳ thực là một tầng. Cái bất sinh bất diệt đó, nó nằm trong cái không sinh không diệt. Cái trời phương ngoại nó nằm ở trong cái trời phương nội. Cái này là tự do rất là lớn. Và khi mà đạt tới cái tự do này rồi thì chỉ còn rong chơi thôi. Không cần đi tìm cái gì nữa hết. Mà cái chuyện đó không phải là do cái lao tác mệt nhọc, mà do cái thấy, do cái công phu thiền quán để thấy. Và cái tuệ giác nó đưa mình từ cái bình diện của thế tục đế đi vào cái bình diện của thắng nghiệm đế. Cái tuệ giác đó gọi là tùy thuận trí, tùy thuận trí.
Anuloma-snana. Và tùy thuận trí đó nó ráp hai cái bình dạng lại với nhau. Cái tùy thuận đó, cái tùy thuận là nó đi theo cái đúng chiều, gọi là tùy thuận đi theo đúng chiều. Ví dụ như là một cái bó lúa đó, mà nếu mình vuốt cái bó lúa mình đi theo đúng chiều thì sẽ không có bị đau tay, nó sẽ chuối. Cái đó là tùy thuận. Mình đang dùng những cái danh từ và những cái ý niệm của thế giới thế tục đế, nhưng mà mình đã bắt đầu thoát khỏi rồi. Mình nói thứ hữu cố bị hữu, cái này có vì có, cái kia có. Mình vẫn dùng cái danh từ cái này cái kia, mình có vẫn danh từ có không, nhưng mà bắt đầu thoát ra khỏi cái này cái kia, thoát ra khỏi cái có hay không rồi. Và mình tùy thuận như vậy để mình tương ứng được với, tương ứng tức là đi đôi đó. Tương ứng là tương ứng. Samprayukta tương ứng với thắng nghĩa đế. Tuy là mình đang còn sử dụng những cái ý niệm và những cái danh từ của thế tục đế, nhưng mà mình đã đi trên con đường tùy thuận. Tùy thuận và để có thể tương ứng được với là với thắng nghĩa đế. The wisdom of conformity that allow us to be connected with, tương ứng với, connected with. The wisdom of adoption that allow us to be connected with, gọi là tùy thuận duyên sanh tương ứng không. Không tức là thế giới của Niết Bàn, thế giới của trời phương ngoại, thế giới của chân như. Do cái trí tuệ, do cái đạo lý duyên sinh, đi theo đạo lý duyên sinh mà từ từ mình bắt đầu mình conform với, mình tương ứng với cái thế giới của thắng nghĩa đế. Có một cái kinh gọi là kinh Udana. Udana tức là vô vấn tự thuyết. Trong đó có một cái câu: từ thứ tức là không ai hỏi cả mà buộc tự nói thôi. Có một câu mà chúng ta đã học được từ trong kinh Pháp Cú Hán Tạng.
Trong cái chương thứ 8, Patali Villages, có ba cái đoạn nói về Niết Bàn. Thì có đoạn thứ 3 nói như thế này. There exist monks that which is unborn, that which is unbecome, that which is uncreated, that which is unconditioned. There exist monks that which is unborn, that which is non-created, that which is unbecome, unbecome trước, that which is created, that which is unconditioned, nó dài hơn nữa, nhưng mà mình chỉ cần cái khúc này thôi. Nó có bốn cái chữ rất là quan trọng là unborn, unbecome, uncreated. And unconditioned. Cái này là vô sinh. Vô hữu. Vô tác. Này là vô hành. Thì Đức Thế Tôn nói rằng là có một cái vô sinh, vô hữu, vô tác, vô hành. Tại vì nếu không có cái vô sinh, vô hữu, vô tác, vô hành thì tất cả những cái có sinh, có hữu, có tác, có hành không có nẻo thoát. Tức là có một cái chiều hướng, có một cái chiều hướng gọi là ultimate dimension. Mình dịch tiếng Việt là gì? Bản môn. Có một cái bản môn nó là vô sanh, vô hữu, vô tác, vô hành. Nếu không có cái bản môn vô sanh, vô hữu, vô tác, vô hành thì những cái thuộc về tích môn là hữu sanh, hữu hữu, hữu tác, vô hành không có nẻo thoát. Cho nên ngoài cái bình diện thế tục đế, nó có một cái bình diện thắng nghĩa đế. Và cái này là cái tôn đang nói về thắng nghĩa đế, là there is an unborn, unbecome, uncreated, unconditioned if there is no such an unborn, unbecome, uncreated, unconditioned, and then there will be no escape for what is born, become, created, and conditioned. Bhikshus, there exists that which is unborn, that which is unbecome, that which is uncreated, that which is unconditioned. For if there were not monks, that which is unborn, that which is unbecome, that which is uncreated, that which is unconditioned, they would not be made known here the escape from which is born, from that which is become,
from that which is created, from that which is conditioned. Tức là một cái bản môn nó rất là cần thiết. Nếu không có bản môn thì tích môn không có niệm thoát. Nó có cái không sanh, không diệt, không tác, không hành. Nếu mà không có cái không sanh, không diệt, không tác, không hành thì những cái có sanh, có diệt, có tác, có hành không có niệm thoát được. Thì đó là câu nói ở trong Udana. Ati vi kha ve. Aratam Amutam Akatam Asankhatam. Cái này là vô sinh. Này các vị tỳ kheo, có một cái vô sinh, vô hữu, vô tác và vô hành. Thì năm ngoái chúng ta đã học kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại, chúng ta có học cái câu này. Và vì vậy cho nên có thể nói rằng là cái tác phẩm Trung Quán Luận của Long Thọ Madhyamaka Shastra là để chứng minh cái câu nói của Đức Thế Tôn là không có, có một cái không sinh, có một cái không hữu, có cái không tác, có cái không hành. Cái vô sinh này á, không phải là cái diệt, không phải là cái tử. Cái vô sinh này á, là cái nó giúp mình thoát ra khỏi, thoát ra cái sinh và cái diệt. Vô sinh tức là vô sinh vô diệt, chứ không phải là vô sinh không. Tức là thoát ra khỏi cái ý niệm sinh là đồng thời thoát ra khỏi ý niệm diệt. Tại vì hai cái ý niệm sinh diệt nó đi đôi với nhau, cũng như trái với phải. Thoát ra khỏi một cái tức là thoát ra khỏi hai cái. Thành ra chứng quả vô sanh cũng có nghĩa là mình sẽ không có sanh ra lại. Mình chết vĩnh viễn. Chết chứng quả vô sanh tức là vượt thoát khỏi vòng sinh tử. Cho nên cái câu nói rằng là cái nghiệp đã hết rồi, cái sinh đã hết rồi, cái gì cần làm đã làm rồi, nếp sống phạm hạnh đã thành tựu rồi, rồi bây giờ tôi khỏi phải sanh ra nữa. Nói như vậy người ta hiểu lầm. Người ta sẽ hiểu rằng mình will die forever. Cho nên chính mình làm cho người ta hiểu lầm đạo Phật. Sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc làm, cần làm đã làm rồi, không cần phải sanh ra lại nữa. Cái câu nói đó, nó diễn tả cho người thành đạo, nhưng mà nó có thể làm cho ta hiểu lầm. Đạt tới vô sanh không có nghĩa là chết, chết mãi mãi, to die for good. Mà đạt tới vô sanh tức là thoát ra khỏi cái ý niệm về sanh và về diệt. Thành chính khoa học cũng đã tìm ra cái vô sanh. Chính khoa học khi nhìn vào vật chất và năng lượng thì thấy rằng bản chất của vật chất và năng lượng là vô sinh vô diệt. À, cái đạo luật, cái luật thứ nhất của đồng nhiệt học thermodynamics là nói rằng vật chất và năng lượng không có thể sinh ra được mà cũng có thể tiêu diệt được. Thì cái đó là cái có thiệt. À, mình có thể thấy được, mình có thể chứng minh được cái điều đó. Ăn thua là mình có thể có cái tuệ về cái đó và mình có thể ứng dụng cái đó vào trong đời sống hàng ngày. Tại vì nếu mà mình tiếp xúc thật sự được với cái vô sanh vô diệt thì không còn sợ hãi nữa. Sợ hãi cái sanh và sợ hãi cái diệt. Những người đi tự tử là sợ hãi cái sanh. Và những người sợ chết là sợ cái diệt.
mà cái bản chất của sự thật ultimate truth là không sinh cũng không diệt. Không những con người là không sanh không diệt, buộc là không sanh không diệt, mà chúng sanh cũng không sanh không diệt, mà đám mây cũng không sanh không diệt, không có cái gì mất đi, không có gì được sanh ra hết, không có cái gì từ có trở thành không, không có gì từ không trở thành có hết. Và vượt được ý niệm sanh diệt thì vượt được ý niệm có không thì rất là khỏe. Mà nói cái đó là chết vĩnh viễn thì đâu đúng. Nói niết bàn là cái chết vĩnh viễn là không có đúng. Niết bàn là vượt thoát những ý niệm sanh diệt có và không. Cái chữ hữu này á, dịch là biên. Và tiếng Anh người ta muốn dịch là chữ becoming. Hữu là bhava, dịch là becoming. Tại vì chữ being á, nó đưa đưa cho người ta cái sự hiểu lầm là nó cứ nằm ì ra đó, nó không có nói được, cái diễn tả được cái tính vô thường của thực tại. Cho nên chữ becoming nó hay hơn chữ chữ being. Becoming nghĩa là nó chuyển biến hoài hoài. Cho nên vô hữu dịch là no becoming. Và vô hữu nó không có nghĩa là vô, vô hữu nó có nghĩa là phi hữu phi vô, nó có nghĩa là vượt thoát cả hữu cả vô. Vì vậy cho nên vô sinh có nghĩa là vượt thoát vừa sinh vừa diệt, vô hữu là vượt thoát vừa hữu vừa vô, phải hiểu như vậy. Thành ra cửa vô sinh mở rồi á, nó cũng nghĩa là cửa vô diệt mở rồi, cửa bất tử mở rồi. Cửa vô sinh mở rồi, tức là cửa bất diệt mở rồi. Vậy về nói vô sinh tức là không còn sanh ra, không còn đi luân hồi nữa, tức là chịu ảnh hưởng rất là sâu nặng cái giáo lý luân hồi của Bà La Môn Giáo. Tại vì trong Bà La Môn Giáo thì nói luân hồi là khổ đau, transmigration is suffering. Và vì vậy cho nên vô sinh nghĩa là không có transmigration nữa, tức là chết một lần, chết mãi mãi. Đó là cái hiểu lầm lớn nhất của những nhà học giả Tây Phương đối với Đạo Bụt. Cái người mà có một cái bà người Anh tên là Trider, bà làm một cuốn từ điển tiếng tiếng Pali và tiếng Anh. Đó là chắc là cuốn từ điển đầu tiên Pali Anh. Khi mình bà đi ngang qua chữ Nirvana thì bà nói Nirvana theo tôi là Eternal Death. Rồi những học giả như Barthélemy Saint-Hilaire cũng nói như vậy. Chứng cớ rõ ràng trong kinh điển, tôi đọc tôi thấy rõ ràng Nirvana is only Eternal Death. Cho nên rất là nhiều học giả Tây Phương hiểu lầm Đạo Bụt và nghĩ rằng Nirvana là tịch diệt, là cái chết ngàn đời, chết luôn cho khỏe. Mà không có biết vô sinh ở đây không có nghĩa là không sinh ra trở lại nữa. Vô sinh ở đây tức là vượt thoát ý niệm sinh và diệt. Thì nhà khoa học ngồi đó nhìn cho kỹ, thấy được tính vô sinh của vật chất và của năng lượng. Chỉ còn cái là nhà khoa học làm sao áp dụng được, ứng dụng cái đó vào thân mình để đừng có sợ hãi, đừng có lo buồn, để có tự do thôi. Và nhà đạo học với nhà khoa học khác nhau chỗ đó. Cho nên nhà khoa học phải nắm tay nhà đạo học để trao truyền những cái khám phá của mình, và nhà Phật học phải nắm tay nhà khoa học để trao truyền cái kinh nghiệm tu tập của mình. Hai bên đều có lợi. Nói theo kiểu về chính trị, hai bên đều có lợi. Thì trong Thiên Chúa Giáo nói là thế giới này là được tạo dựng ra. Phải có người tạo dựng, phải có vật tạo dựng, phải có hành động tạo dựng. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì
Nothing is created, nothing is destroyed. Và cái này mình sẽ tiếp tục mình học. Và kỳ sau mình sẽ còn một buổi nữa để nói tiếp về thầy Chiến Đà. Nhưng mà thầy Chiến Đà hay quá, lớn tuổi rồi, đi xuất gia lúc buộc đã nhập diệt rồi, mà còn được gặp thầy An Nan và nghe thầy An Nan giảng thì bừng sáng và đạt được pháp nhãn thanh tịnh rất là sướng. Và sở dĩ được như vậy là tại vì thầy An Nan giúp cho thầy Chiến Đà mất đi cái mặc cảm là mình không hiểu, mình không có thể hiểu được. Tại thầy An Nan chỉ khen một câu thôi, là sư em á, là một người rất là giỏi, tôi rất là hạnh phúc khi thấy sư em không hiểu thì nói là không hiểu và có cái ước muốn tìm hiểu cho được, thì sư em là có khả năng nghe. Bây giờ nghe tôi đi, tôi sẽ kể chuyện cái bữa mà buộc dạy thầy ca chân dương như thế nào. Và sư em chân là rất là sướng, nói mình đứng trước một vị đạo cao đức trọng như thầy Năng Đà mà thầy nói rằng mình có khả năng hiểu được và thấy được pháp thì sướng quá đi. Rồi trong cái tâm trạng đó, thầy mở lòng ra và thầy nghe và thầy giác ngộ. Vì vậy cho nên hôm nay thầy cũng bắt chước thầy Ananda Đà để kể lại cái chuyện thầy Kacchayana. Thì nếu quý vị mà đừng có mặc cảm, nếu quý vị có mặt trong giây phút hiện tại, thì quý vị cũng có khả năng tâm tư bừng sáng để thấy được cái thế giới không sanh không diệt, không có không 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 ngã, là cái thứ có thiệt và mình có thể tiếp xúc với nó ngay trong ngày hôm nay. Thank you.